bộ ngoại giao nga hôm qua cho biết nước này sẽ không tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với nhật bản để phản đối các lệnh trừng phạt của tokyo đối với moscow liên quan tới tình hình ukraine về phần mình nhật bản sáng nay đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ tuyên bố của nga ngoài việc dừng đàm phán hiệp ước hòa bình moscow cũng sẽ hủy bỏ việc miễn thị thực đối với công dân nhật bản tới bốn hòn đảo tranh chấp ở thái bình dương mà phía nga gọi là quần đảo nam kurins còn nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết nước này sẽ rút khỏi cuộc đối thoại với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung tại các hòn đảo này. Bên cạnh đó, Nga sẽ ngăn cản Nhật Bản trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen. Phản ứng trước các động thái của Nga, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng đây là hành động không công bằng và hoàn toàn không thể chấp nhận được nhà lãnh đạo nhật bản nói rõ tokyo không thay đổi quan điểm trong việc ký kết hiệp ước hòa bình với moscow để giải quyết các vấn đề liên quan đến quần đảo tranh chấp giữa hai nước và nhật bản cũng sẽ chưa rút khỏi các dự án năng lượng chung chủ chốt với nga cho dù vấn đề ukraine đang là rào cản lớn giữa hai nước